Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Heo nái trong thời gian mang thai và heo sau sinh được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Trong thời gian có chửa thì heo nái có nhiều đặc điểm thay đổi. Do vậy, việc chăm sóc, nuôi dưỡng chúng phải phù hợp và đảm bảo để cho số con sinh ra cao, trọng lượng trung bình của heo con sau cai sữa cao và heo con sinh ra khỏe mạnh và có sức đề kháng tốt. Tuy nhiên thì heo nái sau sinh nếu không được theo dõi, chăm sóc và có biện pháp can thiệp kỹ thuật hợp lý thì rất dễ mắc các bệnh lý như là sót con, sót nhau, viêm tử cung, sốt sữa, bại liệt sau sinh. Một trong những triệu chứng điển hình là bại liệt sau sinh. Bại liệt trên heo nái thường xảy ra ngay sau khi sinh. Các biểu hiện chính là chân sau run mạnh, khuỵu xuống sau đó không thể đứng dậy được, kéo theo là liệt các cơ như là cơ hầu. Heo thở rất nhanh và có sự co thắt của các cơ ở ống dẫn sữa làm cho bầu vú căng, cứng, sữa không thể xuống được ở những heo đang sinh hay là sau sinh. Nhiệt độ cơ thể heo tăng cao có thể là trên 41 độ C, heo nái có thể chết. Vậy, bại liệt trên heo nái sau sinh do nguyên nhân nào, nhận biết và khắc phục như thế nào, phòng và điều trị sao cho đúng? Sau đây, Dr. Vet mời quý bà con cùng đi tìm hiểu. Thứ nhất là về nguyên nhân và biểu hiện. Bại liệt trên heo là hội chứng chung của nhiều bệnh và xuất phát từ nhiều yếu tố. Thứ nhất là do dinh dưỡng, thường là do sự thiếu hụt canxi so với bình thường. Bệnh xuất hiện do là thiếu khoáng, nhất là canxi và phốt pho. Thiếu canxi và phốt pho nên là heo mẹ phải huy động các chất dự trữ từ xương để tạo sữa, làm cho heo mẹ yếu, dẫn đến là hay nằm, đi đứng khó khăn, khập khiễng và hai chân sau yếu, dẫn đến là bại liệt. Thiếu hụt canxi có thể do nhiều yếu tố. Do heo mẹ bị bệnh ở đường ruột dẫn đến việc hấp thụ chất khoáng kém, cho nên là heo bị thiếu chất khoáng. Trong quá trình mang thai, nhất là thời kỳ cuối, thai càng to thì chèn ép đám rối hông khum làm ảnh hưởng đến tủy trong xương sống của heo mẹ, dẫn đến hoạt động điều tiết của thần kinh động vật cơ quan phía sau. Trong khu vực chăn nuôi có nhiều axit sulfuric và axit oxalic, khi heo ăn vào và các axit này kết hợp với canxi tạo thành muối sulfat canxi và oxalat canxi. Các muối này không bị phân hủy bởi các men tiêu hóa ở dạ dày, ruột nên không thể hấp thu được canxi. Do vậy, canxi bị thiếu trong cơ thể. Thiếu vitamin D trong thời gian mang thai làm rối loạn quá trình vận chuyển canxi vào trong máu và canxi từ xương vào máu. Bệnh do thiếu canxi thường có hai thể. Thể điển hình thường chiếm 20% trong tổng số các ca bệnh. Bệnh thường phát triển nhanh, từ lúc bắt đầu đến lúc biểu hiện triệu chứng không quá 12 giờ. Heo sốt cao lớn hơn 41 độ C, thở nhanh, chân sau đứng không vững, thường dựa hai bên thành chuồng làm điểm tựa để đứng dậy. Heo có thể giãy giụa để cố đứng dậy. Ở thể nhẹ thì chiếm đa số. Heo có hiện tượng co giật, thích nằm, ủ rũ, kém ăn nhưng không bị hôn mê. Bệnh thường xuất hiện 2 đến 5 ngày sau khi sinh và heo không đứng vững và sau đó thì thường bị mất sữa. Thứ hai là do tác nhân cơ học. Trong quá trình mang thai, sự di chuyển heo lên chuồng đẻ khiến heo dễ bị trơn trượt, gây liệt chân. Hoặc biện pháp can thiệp kỹ thuật trong khi đẻ không đúng như là thai quá to, tư thế, hướng thai bất thường, thủ thuật kéo thai quá mạnh, không đúng kỹ thuật, gây tổn thương thần kinh, mất khả năng vận động và bại liệt. Thứ ba là do thời tiết. Nhiệt độ môi trường quá nóng trong thời gian nái gần sinh hay vừa sinh xong dẫn đến hiện tượng là suy kiệt và xảy ra bại liệt. Heo có biểu hiện là không đứng dậy được, chân sau run khi đứng, thở nhanh, sốt rất cao và chết rất nhanh do cảm nhiệt. Thứ tư là do nhiễm khuẩn. Heo có thể bị nhiễm khuẩn do Clostridium hoặc Streptococcus. Khi heo bị nhiễm virus Tetrovirus thì cũng có thể gây bại liệt. Biểu hiện của bệnh bại liệt: mất khả năng vận động sau sinh, lúc đầu đi lại khó khăn, sau không đứng lên được và nằm bẹp một chỗ. Bệnh thường ghép với các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa hô hấp như chướng bụng, đầy hơi, viêm phế quản cấp. Về biện pháp phòng nhiễm bệnh, tốt nhất là phòng cho heo nái từ giai đoạn hậu bị và mang thai kỳ 1, kỳ 2. Heo nái nuôi thì cần cho ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, bổ sung các nguyên tố vi lượng qua các chế phẩm như canxi mineral hoặc là canfolit. Quản lý chăm sóc tốt cho heo nái trước và sau sinh, thường xuyên cho heo vận động, chuồng trại phải có ánh nắng buổi sáng để heo được tắm nắng. Giữ nền chuồng luôn khô ráo và sạch sẽ, không dùng heo đực giống quá lớn để phối cho heo nái có tầm vóc nhỏ, nên phối tinh nhân tạo để hạn chế lây lan dịch bệnh. Đối với nái quá dợ gầy thì không nên phối giống. Cẩn thận trong việc di chuyển heo trong giai đoạn mang thai, nền chuồng sạch và tránh chân trượt dễ gây liệt cho heo. Tiêm phòng đầy đủ
các bệnh do virus và vi khuẩn gây ra, thường xuyên quan sát và phát hiện các dấu hiệu bệnh để có thể kịp thời xử lý. Thứ ba là về điều trị, cần tách heo con, nuôi bộ hoặc chia sang các ô có heo mẹ mới đẻ khác. Chủ động chữa mình cho heo mẹ, phòng lở loét hay là tụ huyết. Về phác đồ điều trị cho heo cần thực hiện như sau. Thứ nhất là về bổ sung canxi, tiêm canxi mắc vào tĩnh mạch heo hoặc là tiêm bắc với liều 5-10ml trên 10kg thể trọng, ngày tiêm 1 lần, liên tục từ 3-5 ngày. Ngoài ra, để giúp tình trạng heo được hồi phục nhanh hơn, quý bà con có thể dùng Camason 440 hoặc là Camason 250P chuyển tĩnh mạch cho heo nái. Trong khẩu phần ăn thì cần trộn thêm can folit hoặc là folit can, canxi mineral để bổ sung đầy đủ khoáng cần thiết cho heo. Thứ hai là cần bổ sung vitamin nhóm B để giúp heo phục hồi, dây thần kinh vận động. Thứ ba là điều trị toàn thân, đo thân nhiệt hoặc kiểm tra để nắm bắt được tình hình sốt của heo, sử dụng các chế phẩm hạ sốt, kháng viêm an toàn chuyên biệt cho heo như Keborofen 1ml trên 33kg thể trọng, tiêm rất an toàn cho heo nái sau sinh và không gây mất sữa. Thứ tư là về bội nhiễm kế phát, sử dụng kháng sinh chống kế phát bội nhiễm an toàn như Biocilin 150LA 1ml trên 10kg thể trọng để phòng bệnh nhiễm trùng gây bại liệt sau khi sinh và các bệnh như là viêm vú, viêm tử cung, mất sữa. Như vậy, trong chuyên đề ngày hôm nay, Dr. Vet đã giới thiệu đến quý bà con về hội chứng bại liệt trên heo nái sau sinh, nguyên nhân, cách phòng, cách điều trị hiệu quả. Và còn rất nhiều chuyên đề hấp dẫn mà Dr. Vet sẽ gửi đến quý bà con. Rất mong quý bà con nhớ đăng ký kênh, chia sẻ các video của Dr. Vet, xem và ủng hộ Dr. Vet. Cảm ơn quý bà con và chúc quý bà con chăn nuôi ngày càng thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.